Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè em ơi. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải cũng cho anh em xem cái tình hình liên đấu hiện tại cho anh em xem. Thì tôi mới tem trận vừa rồi thì Khải có thắng chiến đội của Chu Chỉ Nhược này, Tân Cô Re này, với lại anh Thiếu Lâm gì đây. Anh Thiếu Lâm gấu mèo. Trong mạch này xe này thì cũng chắc là chấm 12 chấm 12 chấm 6. Ok, bây giờ Khải cho anh em xem cái hiện trạng liên đấu hiện tại bây giờ cho anh em xem. Chứ hiện tại bây giờ thì trước mắt thì ban Khải hiện tại team Khải đang auto top 1 nè. Đây. Ba ông già này, top 1 này. Đó, hồi trưa thì có thứ một trận thiên băng Joker. Nói chung là chiến đội đó đánh Khải nhanh chết quá nên Khải team Khải còn 2v3 nên chịu không nổi thua một trận. Đó, hiện tại bây giờ thì Khải còn 3 trận thôi anh em ơi. Và hiện tại bây giờ Khải sẽ quay video 2 trận cuối cùng cho anh em xem sơ qua như thế nào. Rồi không biết là top 1 hay không thì cuối mùa ngày 28 thì mới biết được top mái nha mọi người. Đó, hiện tại đang thắng 44 thua 1. Tỷ lệ 97% và 830 giây top 1 này nè. Đó, gồm có Duy Khải này, AK, Tâm Thánh. Rồi tiếp tục đem xem từ hàng 1 đến hàng 10. Hàng 2 này, hàng 2 là con đường môn của Loan Khải 2322. Rồi hàng 3. Hàng 3 thì đem độc Khải, đem độc thắng được hai mấy thua hai mấy. Nói chung là toàn vô thả thôi nè. Hàng 4 là Giang Long 19 thu 1. Rồi hàng 5 là Sao Linh 15 thu 14. Trước mắt thì cho đến hiện tại bây giờ thì Khải thấy đa số cờ lon đi là nhiều. Còn tem đi thì chưa thấy nhiều. Họ đang chờ khoảng gần cuối mùa họ mới đánh nè. Sao Linh nè, hàng 6. Hàng 7 Sao Linh luôn, 15-13. Hàng 8 Bách Kiều Phong thắng 14 thua 6. Trời ơi thua dữ vậy. À thằng em nó kép xe 4 thua 6. Rồi hàng 9 14 thua 7 tên Thành Đạt. Trưởng ấy là em Thiếu Lâm Quyền Chọc. Rồi hàng 10. Đây hàng 10 đây. Hàng 10 Sao Linh 15-14. Rồi cho anh em xem xét đồ của chiến đội Khải này. Anh AK này đã đang là nghe mấy trưởng full xích tiếu nha mọi người. AK 25-40 thủ lấy làm chậm. A40-30 sinh lực. Vào tay phòng thủ làm chậm 25-40. Đai lưng không banh 23-30. Nhẫn không banh 23-30. 25-30 25-30 và cái này 23-30. Đôi giày 40-30. Vũ khí 30. Giao chuyện kháng cả 14 hợp mộc. Nói chung là nghe mươi trưởng rồi nè. Ngập bội. Ngập bội cực phẩm nhu tinh. Nói chung lượng phòng thủ ngày 10 này khá là dày. 25 là 75 rồi. Khi mấy gia chiên nữa lượng phòng thủ khá là cao. Rồi đây là anh xếp đồ của Tâm Thánh cho anh em xem. Là một ạc Thiếu Lâm bóng. Nón 25-40. Áo thì thổ. Bao tay thì không lâu 30. Đai lưng phòng thủ 24-40. Giày thì 40 và kháng hỏa 25. Vũ khí tốc 30. Sát thương 43 và 7% điểm. Giao diện kháng cả 19, không banh 15 thì giống độc 30. Nhẫn 25-40, nô 1 server cho đến bây giờ luôn. Kháng hỏa chón. Nhẫn 540, thông pháp sinh lực, nỗ lực. Ngọc bội kháng lôi 29 và phi dân. Đó, nói chung là chiến đội của Khả là như vậy nè. Nói chung là đi trong này thì vô đói nè mà. Gặp cũng có một vài chiến đội nhưng mà bên mình ăn hết nè. Chỉ có thua vừa rồi đó, hồi sáng đó là thua tem Joker, thiên thiên bang. Nghe mi trưởng và một thiên đao. Đồ áp sát cho mình một phát mình chết ngay tại chỗ liền. Đó ok. Nói chung thì còn mấy trận đấu nữa Khải sẽ làm video cho kết thúc trong ngày hôm nay cho anh em xem sơ qua luôn. Anh em xem thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ cho nha. Mùa trước thì Khải lần đấu tự do được top 3 nè. Mùa này không biết được top 1 hay không nha mọi người. Vô. Chơi game nó cũng sập server. Biết như server. Off đây, off đây anh công bán. Ai, có... ai cỡ biết sao giờ. Ai tiếp tục. Ok anh em, bây giờ thì còn một trận nữa em ơi. Hiện tại bây giờ ngày hôm nay còn 2 trận nhưng mà team Khải quyết định đi đi trận này nữa là lên 47 trận, còn một trận chắc là để dành cuối mùa đi, một trận cuối cùng nữa nè. Trung tâm này thì dao động chắc là auto top 1 top 2 này. Đó. Trận này mà win nữa thì 46 thua 1 đó. Là 47. Tổng cộng 47 trận, thiếu một trận cuối cùng. Đó, ok, đã vào thử như thế nào anh em ơi. Gặp cờ lon hay gặp ai thì đánh cho nó lẹ.
Hôm nay thì bên trong này không có sợ ai hết. Hồi trước thì có sợ một vài tem. Rồi, vô. Hôm qua thì mới hết set ăn bang nè. Hôm nay thì mang set đồ thường nè. Hôm trước thì Khải mang set ăn bang. Đó, set ăn bang thay vào trang sức thôi. Rồi con ngựa bông tiêu. Mà hôm nay thì hết hạn rồi. Hết hạn rồi, đánh kiểu này đồ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Thay trang sức vào thôi. Mang lại phi dân. Đây, có tem. Bác Kiều Phong đâu? Kiều Bác Kiều Phong out game đi. Out đi, đánh không lại mà công mất thời gian em ơi. Thôi lỡ rồi đánh đi, nó chết dở mà. Có xuất được chiêu đâu mà đánh làm gì? Ok, nói chung thì đã kết thúc 48 trận em rồi, 47 trận anh em. Rồi. Chung gặp thằng em trong bang thì đó là dàn xe của nó thôi anh em. Đánh thì nếu mà để mà đánh thì cũng không lại anh em mình được. Ok. Nói chung là nói thiệt là chúc mừng anh em rồi, anh em mình top 1 á. 1 top 1, 2 top 2 vậy thôi. Rồi, anh em thoải mái đội phá cho nó khơi khỏi cuộc sống. Lấy đam nó đồ phụ bang. Cho em mượn một kim. Ai? Anh Tâm Thánh hả? Ok. Có mượn cây vàng nữa không? À, kim giờ em hết rồi. Tí nữa mới có giờ hết kim rồi anh ơi. Mượn ai tạm đi. Đây, đợi anh chút. Ừ. Dòng đường em không còn viên kim nào, đợi tí. Tí nữa mới có. Vừa đánh liên đấu lóc ắt rồi. Tâm Thánh có lấy cái vàng đợi tới nha. Em lấy rồi. Ừ, lấy 10. Nó đang gom. Rẽ chạy về thành đô bắn ngựa, anh đưa bóng nè. Cô cơ anh ơi. Rồi cứ đưa anh ghẻ đánh đi. Khi nào anh cần anh lấy cứ cầm đánh đi. Ok anh em nha. Bây giờ nói chung thì Khải ngừng video nhiều người. Nói chung thì cho anh em xem lại cái top 1 đến top 10 này nè. Tại mình thì tầm này vô đói rồi. Hôm nay mới ngày 17 thôi. Còn lại 11 ngày cuối cùng nữa nè. 11 ngày cuối cùng nữa. Liệu có tem nào lên hạng mình hay không thì chưa biết nha nè. Đó, chiến đội bao ông già. Đấy. 47 trận cùng một trận cuối cùng. Một trận cuối cùng đã đói từ tính. Rồi bộ tháng 46 thua 1. 97% và tích lũy được là 460 điểm. Thời gian tích lũy 865 giây. Và hạng 1. Anh em muốn xem là top 10. Nói chung là tầm này chưa ai đi anh em ạ. Khải là xe của Khải, hạng 2. 25 trận. Tháng 25 trận thua 22. Rồi tiếp tục nè. Sau cái thời gian này thì rất nhiều đội chuẩn bị đi nha nè. Rồi này xe luôn. 21, 27 hàng 3 nè. Mấy hàng 3 thôi rồi. Hàng 4 nè. Hàng 4 này tìm dân Long, dân Giao và dân Vinh. Tháng 19 thua 1. Hàng 4 năm là sao Linh rồi đây. 16, 14 này mấy xe gọi lon của ai vứt vào. 16 16, 15 tháng 7 16, 14 tháng 8 15, 19 chung là này là nguyên dàn xe quán nào thả vào nè. Nó lấy điểm 15, 16 tháng 9. Đó. Nói chung là team mình, bang mình có khá là nhiều người đang đi mà chưa đi nè anh em. Đây, như cao thủ No Mod nè. Cho anh em xem cao thủ No Mod. Tháng 10 thu 2, đó, tháng 10 thu 2 đang đã dành chưa đi. Rồi bên kia. Bên kia thì cũng có khá là nhiều chứng đội chưa đi, như là Quỳnh nè, Login cái bang này nọ chưa đi nha anh em. Login Thế Yên này nọ nữa nè, họ cũng đang tranh thủ. Ôi, chứ Quỳnh có mà, cho kiểm tra lại. Đây, tháng 11 thu 11. Và tháng 11 thu 0. Đó, thời gian hàng 8. Đó. Nếu mà chiến đội này mà không thua trận nào thì sẽ lên top 1. Nói chung cơ hội không thua trận nào hơi khó mọi người. Chỉ cần sơ suất một cái cúp điện hay này nọ thì thua là chuyện bình thường thôi. Không thể nào mà win hết được. Rồi, Oppa này, Oppa cái băng bóng khủng cũng chưa đi này. Biết Oppa đi với ai. Ba chưa tạo nhóm luôn. Rồi tiếp tục đó là Long Duyên cái bang.
Đó, Nguyễn Ngọc Bang chưa đi luôn. Nói chung thì mấy cao thủ này họ chưa đi, chắc là đang chờ thời gian nữa như thế nào đó rồi đi anh em. Chứ là chiến đội vừa mà của mình vừa rồi cũng khỏe quá nè, họ cũng tranh thủ chắc né né một tí rồi đợi thời gian rồi họ sẽ đi sâu á. Rồi anh em xem video thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ anh em ơi. Mùa này thì Khải nghĩ chắc là 95% là top 1 anh em ạ. 95%, 97% là top 1 này. Chỉ sơ xuất một nhỏ hoặc là bên chiến đội kia họ giỏi quá, họ tốt quá, họ đánh BK hay quá thì họ thắng chọn gói 48/48 đi thì mình sẽ hạng 2 thôi. Còn nếu mà không có không có trường hợp nó xảy ra thì mình sẽ hạng 1 nha. Rồi. Ok anh em xem video đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ kênh và cũng như nhấn nút đăng ký kênh. Nhấn vào chuông bên cạnh để theo dõi những video tiếp theo cũng như là những buổi trực tiếp vào tối 19:15 hàng ngày nha mọi người. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha.